Đỗ Thanh xin được kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Những Nẻo Đường Việt Nam. Chương trình Những Nẻo Đường Việt Nam nhằm giới thiệu về danh lam thắng cảnh đất nước và con người Việt Nam, trải dài từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau. Thưa quý vị, người đến với chương trình này ông là CEO Founder, sáng lập Hùng Sử Việt, giáo sư Song Thuận. Đỗ Thanh xin được kính chào thầy, thưa thầy. Dạ, Song Thuận kính chào quý khán giả của đài Mùa Việt TV. Kính chào Đỗ Thanh. Vâng, thưa thầy, trong chương trình Những Nẻo Đường Việt Nam xuyên suốt gần thập niên qua, hầu như những góc nhỏ trên quê hương từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau là thầy trò chúng ta đã đưa quý khán thính giả tìm lại nào là những dòng sống lịch sử cho đến những địa danh, rồi những con người, những nét văn hóa tập tục của những vùng những miền. Nhưng mà bên cạnh đó, một trong những nét văn hóa không thể thiếu để hình thành nên một bản sắc của dân tộc, đó là nét văn hóa được thể hiện qua câu ca dao tục ngữ, thưa thầy. Dạ vâng, thì chúng ta đã biết rằng chúng ta chia hai phần là văn chương Bắc học và văn chương bình dân. Dạ, thì văn chương bình dân đó, ca dao tục ngữ cũng như là những thành ngữ là chiếm phần quan rất là quan trọng. Vâng. Vâng, thì hôm nay chúng tôi sẽ cống hiến quý vị những nét ca dao mà thường thường là những câu nói, câu hò, câu dạy về luân lý. Vâng. Tất cả những cái điểm đó nó sẽ bằng bạc mà Đỗ Thanh sẽ trình bày sau đây. Chúng vâng. tôi sẽ góp ý và sẽ giải nghĩa nếu có cần. Vâng, thưa thầy và kính thưa tất cả quý khán thính giả, khi nói về ca dao tục ngữ, không chỉ dừng lại ở những hình ảnh của cha mẹ, của quê hương và ngay cả đời sống dân dã bình thường, ngay cả những phần đi chợ là một trong những nét văn hóa về ẩm thực của phố, phường, cầu, chợ, những hình ảnh của chợ xóm đò ngang, chợ làng đò dọc. Tất cả những hình ảnh đó cũng được gói ghém trong những nét ca dao, cách lựa những thức ăn như thế nào cho ngon cũng được đem vào ca dao để cho tất cả những người dân bản xứ đó nhớ. Thí dụ như là mua bầu thì phải xem cuống, mua muống thì phải xem lá, mà mua cá thì phải xem mang. Tại sao cái câu ca dao tục ngữ này nó có ý nghĩa như vậy? Bởi vì khi đi chợ là một công việc rất quen thuộc hàng ngày của những bà nội trợ, và chợ búa là nơi có nhiều kẻ bán người mua và có lắm kẻ buôn lọc bán lừa. Cho Đúng. Nên ta không thể kể tin vào những lời reo riêu mời của họ mà phải nghe những kinh nghiệm của những bà nội trợ khi đi chợ. Thì các bà nội trợ thường tin vào những kinh nghiệm như là chẳng hạn như khi mua bầu thì phải xem cái cuống, vì cái cuống còn tươi thì là cái bầu nó mới hái, và cái cuống héo đi thì được coi là cái bầu nó không có tươi tốt. Rồi thí dụ như bên cạnh đó thì mua cái mua muống thì phải xem lá, tức là những cái rau cái lá còn tươi, héo có nghĩa là không? Dạ nó có héo hay không, và vợ dở cái mang của con cá lên thấy cái mang con cá nó còn hồng, có nghĩa là con cá nó còn tươi. Nếu mà đã bị đậm lại rồi, có nghĩa là con cá đó đã qua một thời gian rất là dài xử lý rồi. Vâng. Vâng, thì chúng ta thấy rằng đây là những kinh nghiệm của những người đi chợ hay là những người nội trợ. Vâng, vâng. Thì chỉ có những người đó mới có cái thẩm quyền. Vâng. Là vì rất nhiều kinh nghiệm cơ bản nội trợ vào. Đúng rồi, đúng thì vậy. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà những người ngoài mà không đi chợ như chúng ta chẳng hạn, không biết là đâu không ạ. Biết là về con cá, cái mang nó còn tươi, tức là còn cá đỏ tươi, hồng là đó. Cái mang đỏ đó. Đấy, nhưng mà cũng bị lừa đấy nha. Bây giờ tôi nhuộm cái màu đỏ đi. Đấy, cho nên các cổ ngữ có câu là có cô thì chợ cũng đông, mà không cô thì cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui phải không? Vâng, Thì cái việc đi chợ là dành cho đàn bà nhiều hơn. Đúng vậy, vâng. đúng vậy. Vâng, và bên cạnh đó thì như là một cái hình ảnh rất thân quen, tại sao người ta nói là mua cá xem mang, cái mang cá mà còn đỏ, mà theo ngày xưa tức là cá còn mới, và nếu con cá bị ương thì cái mang nó sẽ bị thâm đen. Nhưng mà bây giờ thì cái chất bảo quản, chất hóa học đôi lúc mắt người cũng không thể nào nhìn thấy được rõ cái đúng. chất lượng trong cái sản phẩm mà mình mua về. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng ta mới thấy có nhiều câu mà kỳ rồi có quý khán thính giả có hỏi mà Đỗ Thanh muốn chia sẻ là xem buôn sống bán chết, buôn tảo bán tần, cái nghĩa là sao hả thưa thầy? buôn tảo bán tần tức là những người mà tiết kiệm từng 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 chút một đấy. Vâng. Tảo tần là một sự gọi là thu nhặt, dạ. thu tiết kiệm, nhưng vâng. mà cũng phải là vất vả để mà buôn đây bán đó, vâng. để mà có cái đồng ra đồng vào cho gia đình. Vâng, mua thì thêm mà thêm thì chặt. Câu này như thế nào thầy? Cái có nhiều câu tục ngữ mà khi chúng ta nghe qua, đặc biệt là các bạn trẻ lớn lên tại hải ngoại cũng có phần nào thắc mắc. Bởi vì ngày xưa có một cái lệ là người mua thường bốc thêm một ít hàng của người bán gọi là thêm. Và
vào mớ hàng của mình đã thuận giá mua, chẳng hạn như mua mớ rau 10 đồng, trước khi trả tiền lại bốc thêm một nắm nhỏ nữa gọi là thêm, dĩ thêm, số thêm quá nhiều thì người bán giằng co để bớt lại, được thêm thắt một ít hàng như vậy, người mua lấy làm rất hài lòng và nghĩ rằng mình mua được giá rẻ. Nhưng mà thật sự phải nói là chỉ có người mua mới lầm, chứ người bán thì không bao giờ lầm. Chứ như là bây giờ đông cái vị địa đông gạo đông thóc chẳng hạn ấy, thì khi buông cái mà ta làm mua thì đông bốc vuông, tức là ta bỏ ra bán thì buông thì buông, mà ta mua thì ta lại không có buông. Thế ta bưng cái bát, cứ bưng cái đấu á, thì cái gạo nó nằm ở cái chỗ người ta nắm vào đó, nhưng mà mua thì không được, tức là ta bán ra thì cái người mua không được đó nha. Cho nên lời là lời được chỗ đó. Vâng. Và ngay cả trong ca dao đó thì không chỉ dừng lại trong những đời sống thường ngày, mà người ta dùng những hình ảnh và kinh nghiệm sống trong đời sống thường ngày để áp dụng ngay cả trong việc để lập thành gia thất hay là chọn chồng kén vợ. Thì sau đây là một câu ca dao điển hình, thí dụ như là: mua thịt thì chọn miếng mông, lấy chồng thì chọn nhà tông nhà nồi. Thầy chia sẻ với câu này ạ. Cái việc này là lấy vợ xem tông mà lấy chồng xem giống. Vâng, thì cái đó là chúng ta thấy thường. Nhưng mà nhiều khi ấy, bà mẹ cũng, tôi nhớ là cái bà mẹ cũng ghê lắm. Ngày xưa là đặt con ấy, là chỉ đâu thì con ngồi đó. Bây giờ là khác, giờ bây giờ là con nó chỉ lại. Thì ngày xưa là, thí dụ mẹ em tham thúng xôi rèn. Xôi rèn tức là xôi nó nấu rất là ngon ấy. Tham con lợn béo, tham tiền cảnh hưng, em đã bảo mẹ rằng đừng. Mẹ hấm mẹ hứ, mẹ bưng ấy vào. Bây giờ vợ chồng thấp mà vợ cao, như đôi đũa lệch, so xa cho vừa. Tức là cái cảnh ngày xưa là người mẹ, người đàn bà có cái quyền dân địch chỉ định con ngồi đâu, con đặt đâu con ngồi đó. Cho nên bà mẹ gả con cho chỗ mà mình không xứng đáng, không thấy bằng lòng. Nhưng mà mẹ hấm mẹ hứa mọi bằng gà thì thôi chịu thua. Cho nên cái cảnh nó rất là nhiều. Và đó cũng là một trong những câu so sánh từ những đời sống thường ngày của ca dao để đưa vào trong cái việc đại sự. Bởi vì con nhà tông, tức là con tông nhà nồi, là con nhà có danh giá, và con tông nhà nồi là con nhà có danh giá mà phải liên tiếp nhiều đời. Và các bậc cha mẹ xưa có con cái ở tuổi cài trăm cho ngay các cô gái như vậy, và điều ước mơ là kén chú rể là phải con có dòng giống, nghĩa là con nhà khoa bảng hoặc là cao sang quyền quý nổi tiếng trong vùng. Thì tục ngữ có câu là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Thầy chia sẻ. Đây là bởi vì gia đình mình dân mà nuôi thường là nuôi gà nuôi vịt ấy. Thì con nhà tông nó là có cái tông, có cái không có giống lông cũng giống cánh. Thì nếu mà cha mẹ đỗ đạt làm ông nọ ông kia làm quan thì con nó cũng có làm quan. Cho nên kén là nhìn cái tông, nhìn cái dòng họ mà cái cha mẹ bố ông nội ông ngoại đó nó làm lớn thì hy vọng rằng nó cũng nối được nghiệp trao vào không ạ? Và đó cũng nói là con nhà giống nồi thế phiệt trăm anh, dù có không được cài hoa như là các bậc cha ông thở trước đây, còn hơn là con của nhà dân giả. Điều này tất cả những ông bà xưa vẫn nghĩ là thí dụ con làm cha làm quan thì con ít nhiều gì không được làm quan, cũng có cái tiếng là con nhà quan. Còn hơn là con nhà dân giả thì con vua thì được làm vua, mà con sải ở chùa thì phải quét lá đa. Trong cái phần ca dao tục ngữ hôm nay, thầy trò chúng tôi sẽ đưa những câu hầu như là rất gần gũi trong đời sống dân giả thường ngày mà quý khán thính giả trong thời gian qua. Thầy nhớ là hai thầy trò có thực hiện hai chương trình về tục ngữ ca dao. Thì số lượng quý cô bác ở xa gửi những cái email cũng như điện thoại về góp ý kiến nhiều câu rất là hay. Mua vải bán áo. Câu này nghĩa là sao hả thầy? Mua để mua vải. Mua vải tất nhiên là phải mua với giá cao, nhưng vì là vải mới còn nguyên khố và khi về nhà cắt vải ra may áo theo ni tất hợp với thân mình, nếu ta cần tiền bạc thì bán chiếc áo đó và mặc đầu chưa xỏ tay lần nào thì cũng trông thấy đủ tiền để được mua ra cái số vải đó. Có nghĩa là mình mua cái khúc vải đó về
mai cái áo ra thì chắc chắn cái áo đó nó phải đắt hơn cái khúc vải mình mua về. Còn điểm nữa dạ. là thợ may ăn vải mà thợ thợ vẽ ăn để ăn hồ và vâng 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 cái điểm lên thế này là thợ may ấy, thì thường thường cắt đấy đến thời cũng dư ra thế nào dư ra vâng, cho vâng. nên mua thì mua vải mà vâng. bán thì bán áo tức là cái người nó cũng có không có thiệt hại gì hết. Vâng. Vâng. Quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Những Nẻo Đường Việt Nam với giáo sư Song Thuận và Đỗ Thanh. Hôm nay chuyên về đề tài tục ngữ ca dao để đưa quý khán thính giả tìm về với một nét văn hóa bình dị mà khi nói với những nét văn hóa này thì hầu như những người dân ở khắp các miền từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, mỗi một địa danh đều có những câu ca dao tục ngữ đặc thù của vùng miền đó để tạo nên một cái đời sống dân dã và tạo cho chúng ta cảm nhận được rằng trong cái đời sống đó mọi người đều nhìn thấy những kinh nghiệm sống qua những cái lối sống thường ngày áp dụng trong đời sống để tạo cái sự thành công hơn. Và khi nghe qua thì tất cả quý cô bác đều cảm thấy rất là gần gũi, không có gì xa lạ hết. Mưu thâm, họa, diệt thâm. Mưu thâm tức là mưu kế sâu độc, diệt tức là cũng, tức là mưu thâm, họa, diệt thâm có nghĩa là người mưu kế sâu độc để hại người mà không tính thì mình cũng bị họa to. Vâng, cái đó thì đúng. Tức là mình làm cái điều gì mà không phải vâng. thì sẽ có một người làm việc không phải lại đúng vâng. với mình vâng. Tức là làm cái gì phải trong sạch, phải thật thà vâng. Nếu mà làm cái gì mà sai quấy thì sẽ có cái ngày cũng lãnh lại cái sai quấy đó vâng. Ngụ ý của câu này như giáo sư Song Thuận vừa chia sẻ với tất cả quý khán thính giả là nên sống hợp với đạo lý làm người, hợp với lẽ công bằng, mình không có hại người thì không lo bị người hại đúng. Lại quý khán thính giả đang theo dõi trong chương trình hôm nay và thưa quý vị, trong cái nét dân ca bình dị này thì đã được chuyển thể thành những loại ca từ hát sẩm, ca trù hay là cách biên để chúng ta cảm nhận được trong những ca dao tục ngữ đều có phản phất phần âm nhạc trong đó. Mời quý vị cùng thưởng thức một phần âm nhạc để phản ánh về ca dao tục ngữ trên sân khấu. Kính mời quý vị cùng chia sẻ. Sau đó, thầy trò chúng tôi trở lại cùng phân tích những câu ca dao và tục ngữ thật có ý nghĩa để trân quý kính gửi đến tất cả quý khán thính giả trong ngày hôm nay. Mời các bạn nghe những câu thơ vui. Lỗ mũi em 18 gánh lông, anh yêu anh bảo dâu rồng trời cho. Đêm nằm thì ngáy pho pho, anh yêu anh bảo ngáy cho vui nhà. Đi chợ thì hay ăn quà, anh yêu anh bảo về nhà đỡ cơm. Trên đầu những rác cùng rơm, anh yêu anh bảo hoa thơm rắc đầu. Thưa các bạn thân mến, khi mà người đàn ông yêu thì họ sẵn sàng nhìn người yêu của mình thật đẹp, thật là tuyệt vời phải không các bạn? Và họ cường điệu cả những cái xấu nhất. Nhưng nếu họ đã yêu như vậy, thì khi họ ghen, họ cũng ghen đến vô cùng. Trời tan chi
thính giả đang theo dõi chương trình Những Nẻo Đường Việt Nam với giáo sư Song Thuận và Đỗ Thanh trong âm nhạc ca dao tục ngữ đã rất gần gũi trong đời sống thường ngày của những người dân bình dị tai lắm chân bùn, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thì thưa với quý vị, vì cái ca dao tục ngữ quá được phổ biến lan truyền khắp mọi nơi, không chỉ dừng lại ở dân dã mà bên cạnh đó, những câu tạo cho chúng ta có được một đời sống, một triết lý và một kim chỉ nam để xa lìa những cái ác, phản ánh một khía cạnh phản diện của xã hội. Mưu thần trước quỷ, đây là một câu thành ngữ thưa quý vị. Thầy nghĩ sao về câu này ạ? Cái câu thành mưu thần trước quỷ, tức là nói là nếu mà nói nghĩa mà rộng ra đó, thì mình làm cái việc mà tưởng nào là hay rồi, vâng. Nhưng mà còn có người cao hơn. Vâng. Câu này cũng giống như là núi cao hơn núi, mà người tưởng là cao hơn người, vâng. Mà núi cao hơn núi. Tức là thấy rằng mình đừng có bao giờ tự phụ hết, phải không? Tức là cái gì ý muốn nói là nhân cái mình đã cao, mình nghĩ là mình cao thì sẽ có người cao hơn. Và đây cũng là một ý nghĩa mà giáo sư Song Thuận vừa chia sẻ với tất cả quý khán thính giả, có nghĩa là ở đời thì ai cũng có cái mưu trước và nhờ đó mà mới sống được, ngay người vô học đến những đứa bé lên năm cũng biết cách dùng mưu, nhưng mưu trước đã lên đến mức gọi là xuất quỷ nhập thần thì không phải ai cũng có thể làm được. Đúng, phải đúng. Không thầy? Và đây chúng ta xem như là một mưu thần của nước Sở là Trần Chuẩn đã dùng mưu thần trước quỷ để cứu nước mình ra khỏi họa ngoại xâm của liên quân Tần Hán. Là vâng. Một trong những cái truyền cổ. Vâng, nếu mà nói cho cái mưu thần trước cục, nói cho một người nói ra đó. Vâng, vâng, vâng. Thì đấy là đem nhiều cái trí óc để mà đem những cái mưu, mà cái mưu thần hay là cái trước quỷ để mà đối phó với người khác. Vâng. Câu này có hai nghĩa nha. Dạ, thưa đúng ạ. Nếu mà mưu thần trước quỷ là, nếu mà nói là đối với một người khác, nếu mình đưa đâu mưu thần, thì người ta sẽ đưa lại trước quỷ cho mình. Vâng. Đấy, đó là một điểm khác. Vâng. Còn một điểm là mình đưa ra mưu thần và trước quỷ để trấn áp người khác cũng có được, có lý được. Vâng. Cho nên quý khán thính giả đang theo dõi trong chương trình Những Nẻo Đường Việt Nam với giáo sư Song Thuận và Đỗ Thanh. Thưa quý vị, trong chương trình để nói về tục ngữ ca dao và thành ngữ, những câu nói rất gần gũi trong đời sống thường ngày và họ đã đem lên sân khấu, bởi sân khấu là trường đời được thu hẹp lại để chúng ta cùng có thể cảm nhận được một phần nào đó trong những kinh nghiệm sống, chia sẻ với khán giả cũng như chia sẻ với chính những người đang sống trong cùng một xã hội đó. Bây giờ, kính mời quý vị cùng hướng về sân khấu và để xem ca dao tục ngữ đã có một phần quan trọng nào để đem đến cho quý vị một thông điệp sống thường ngày. Mời quý vị cùng chia sẻ qua hình ảnh ngay sau đây.